Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến cho anh chị và các bạn là cái mình trồng ở đây là trồng thử nghiệm các loại giống dưa cũng như là bầu bí để review từng loại cho các bạn xem. Và mình hôm nay là thấy là nó đã nảy mầm rồi các bạn này. Đây là dưa hấu các bạn, ở đây là dưa lê F1, thì nó cũng đã nảy mầm rồi. Dưa lê kim hoàng hậu đây, nó cũng đã nảy mầm rồi. Ở đây mấy hố luôn nhá, dài tít bên kia luôn. Và mình đã sử dụng đây là hệ thống tưới phun mưa các bạn. Đây là hệ thống tưới phun mưa nhá, mình quay ngược xuống ở từng cái ống này nó có cái lỗ, thì bây giờ nó tưới này, kể cả dưa nó đều nảy mầm tốt rồi. Đây là dưa lê siêu ngọt, lúc nãy là màu vàng. Còn đây là bí hạt đậu các bạn này. Bí hạt đậu ở đây chưa thể lên, nhưng mà ở đây là lên rồi này. Hay là luống này mình quên gieo nhỉ? Hình như là luống này mình quên gieo hay sao ấy. Còn luống này thể lên rồi các bạn này. Đây, ở đây là lên một hạt này. Ở dưới này nó đang lên nhiều. Tiếp theo nữa là bí đỏ này. Bí đỏ mình còn trồng nhiều loại lắm ấy. Bên kia các bạn nhá. Đây, nó này mầm tốt rồi. Giống bí nó này mầm tốt. Đây là cũng là bí đỏ. Đấy. Bí đỏ luôn các bạn. Đây nó này mầm tốt rồi. Đây là bí đỏ da cóc các bạn này. Bí này thì da của nó cóc cóc như thế này, giống như là con cóc ấy. Trái của nó tròn. Hạt giống thì mình chưa thấy nó nảy mầm. Ở một số dưới này là bí gì nó nảy mầm đây rồi. À bí đỏ da cóc, cái vùng này thì nó nảy mầm nhiều. Hình như là mình gieo hạt mà mình nhầm hay sao ấy, mình có những ô là mình quên gieo hay sao ấy, tại vì nó nhiều quá. Mình chia theo vùng. Đây là bí đỏ giống như là da cóc này nhưng mà trái tròn khác nhau các bạn. Đấy, nó lên tốt rồi các bạn. Những ô nào mình gieo ấy là nó lên tốt. Cái này các bạn thấy chưa? Đây. Đây là chỗ mà hôm trước là mình gieo trước. Mình gieo trước thì hạt giống của nó này mầm, nó phát triển nó tốt hơn. Đây là khu mà mình trồng thử nghiệm các loại bí nhá. Ở trên này là bí hạt đậu các bạn nhá. Đấy, các loại bí. Để review lại cho các bạn xem. Đây. Đây là mình trồng hai hàng, mình đã sử dụng hệ thống tưới này. Mình bơm cho nó và hôm nay thì nó lên đấy các bạn này. Các bạn thấy chưa? Thì mình xịt hệ thống tưới này sang một chút. Xịt sang đây để cho nó tưới vào cái gốc này. Đây. Hệ thống tưới này thì nó tiện. Cái này là ống nhựa các bạn, mình chỉ cần làm một cái đường ống chính thôi. Mình kéo là được. Nên là khi mà chúng ta trồng dưa thì chúng ta sử dụng cái hệ thống tưới này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều công sức, thời gian của chúng ta. Chúng ta sẽ không mất công đi kéo vòi từng hố. Các bạn thấy chưa? Mình bơm một cái là đây là đầy ắp. Đây, bơm một cái là các gốc dưa được tưới. Đây, các bạn thấy chưa? Dễ dàng và đơn giản đúng không các bạn? Mình chỉ cần làm cái đường ống chính thôi. Đây là đường ống chính nhá. Là mình kết nối ở dưới kia, ở giếng mình ở dưới kia, mình kết nối lên đây. Thế thì review lại cho các bạn xem nhé. Thế bạn nào muốn biết thông tin về các loại hạt giống hoặc là hệ thống tưới này, các bạn kết nối với mình, mình tư vấn cho các bạn. Tại vì bên mình cung cấp các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.